Sau 20 ngày siết chặt giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Về cơ bản, Đà Nẵng đã đạt mục tiêu đề ra là bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, chặt đứt các chuỗi lây nhiễm COVID-19. Khoảng thời gian vàng chưa từng có tiền lệ đã được tận dụng triệt để với nhiều giải pháp y tế đúng và kịp thời. Phải nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đó là mục tiêu cao nhất thành phố cần đạt được khi siết chặt giãn cách. 20 ngày, 5 đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng được thực hiện cuốn chiếu theo từng tổ dân phố, với gần 1,7 triệu lượt người được lấy mẫu. Qua đó, 2.400 F0 đã được bóc tách kịp thời. Tổ dân phố cũng như là các đoàn thể ở trong khu dân cư phát giấy để cho bà con hiểu được cái cuộc xét nghiệm này rất là quan trọng. Nhờ sàng lọc diện rộng, F0 được bóc tách kịp thời, nên các chuỗi lây nhiễm phát sinh từ chợ đầu mối Hòa Cường cũng như các điểm nóng tại các khu phong tỏa ở quận Sơn Trà được chặn đứng. Đặc biệt, cũng từ xét nghiệm sàng lọc, các điểm nóng phát sinh từ các kiệt hẻm ở quận Hải Châu và Thanh Khê cũng được khoanh vùng, đồng thời thực hiện một biện pháp cũng chưa từng có tiền lệ là giãn dân để ngăn lây nhiễm. Em cảm thấy đi như đi là đảm bảo cho sức khỏe của gia đình hơn vậy. Em cảm thấy là kiểu như an toàn hơn trong một khu phố mình sống á. Có các cái vị trí phân luồng để làm sao đó thực hiện các cái công tác giám sát, kiểm tra, tuần tra, xử lý vi phạm. Các cái trường hợp mà ra ngoài nhà không tuân thủ 5K thì sẽ xử lý triệt để. Từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng có 4.338 người mắc COVID-19 và hiện có 1.858 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Với bệnh viện dã chiến được thiết lập kịp thời, cùng phác đồ điều trị linh hoạt, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Đà Nẵng được đánh giá là thấp hơn nhiều so với cả nước. Cũng có rút kinh nghiệm từ một số các cái đợt dịch trước đây thì thấy rằng là những cái điều mà bệnh nhân mà có cái bệnh này nặng á, thứ hai nữa là có cái yếu tố nguy cơ cao, thứ ba nữa là mặc dù là họ chưa có diễn tiến lâm sàng nhưng mà vấn đề chống đông sớm thì vẫn là một trong những cái ưu tiên hàng đầu. Như vậy là bệnh viện cũng đã áp dụng cái phác đồ đó thì cho thấy rằng cái biến chứng gần như là chưa thấy nhưng mà là cái hiệu quả là nó rất là tốt. Các chuỗi lây nhiễm đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế nguy cơ dịch vẫn còn tiềm ẩn lớn trong cộng đồng. Chính vì vậy, trong thời gian tiếp tục giãn cách theo vùng nguy cơ như hiện nay, các biện pháp y tế sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhất là xét nghiệm sàng lọc, bóc tách triệt để hết F0 ra khỏi cộng đồng, để Đà Nẵng có thể sớm quay lại trạng thái bình thường mới.